chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của DReview, và như tiêu đề của video ngày hôm nay, mình sẽ mang tới cho bạn một thông tin mà chắc chắn nhiều bạn đang rất quan tâm về sản phẩm iPhone 6 Plus. Một chiếc điện thoại mặc dù đã ra mắt được gần 3 năm nhưng tới nay vẫn chưa hề hết hot. iPhone 6 Plus tuy đã có gần 3 năm tuổi nhưng hiện tại đây vẫn là một trong những sản phẩm đáng mua nhất với mức giá giảm rất mạnh, chỉ còn bằng những chiếc điện thoại tầm trung. Trong khi đó, iPhone 6 Plus lại là một mẫu điện thoại cao cấp, và đây cũng chính là lý do tại sao iPhone 6 Plus lại hot tới như vậy. Hiệu năng của máy vẫn còn rất mạnh mẽ cùng với con chip Apple A964bit, 2GB, 9GB mobile mắc cứng hình. Bên cạnh đó, khả năng chụp ảnh rất tốt cùng với viên pin cho thời lượng sử dụng thoải mái trong ngày cũng là những điểm cộng tuyệt vời trên sản phẩm này. Chưa hết, sản phẩm này còn đáng mua rất nhiều khi tại Diệu Thông Minh. Thay vì chọn mua những sản phẩm cũ pin đã bị chai nhiều và hình thức không còn đẹp long lanh, các bạn cũng có thể tham khảo ngay những chiếc iPhone 6 Plus mới tinh, ngoại hình đẹp bóng loáng cùng với viên pin mới 100% với không lật sạc. Tất cả mọi thứ bên trong cũng vậy, và đây là một điều không tưởng đối với một sản phẩm đã ra mắt được gần 3 năm như là iPhone 6 Plus. Quan trọng hơn hết, giá bán của chúng thì không chênh lệch nhiều so với máy cũ và rẻ hơn tới một nửa so với những sản phẩm đang có bán tại các hệ thống khác trên thị trường. Và đó chính là những chiếc iPhone 6 Plus mã CHA mà mình vẫn thường xuyên nhắc trên những video gần đây của DReview. Nhưng hôm nay mình muốn thông tin cho các bạn biết rằng ngoài phiên bản 16GB, các bạn có thể tham khảo thêm các tùy chọn bộ nhớ trong cao hơn như là 32 hay là 64GB cho không gian lưu trữ thoải mái hơn rất nhiều và vẫn đảm bảo được mức giá rất tốt, gần như không đâu có thể tốt hơn. Cụ thể, những chiếc iPhone 6 Plus 32GB sẽ có giá từ 8.390.000 đồng, trong khi đó phiên bản 64GB cao hơn sẽ có giá từ 8.790.000 đồng. Như vậy, kể từ sau khi video này lên, các bạn có thể tới tất cả các showroom của Di động Thông minh trên toàn quốc để mua ngay cho mình một chiếc iPhone 6 Plus mới với đầy đủ 3 tùy chọn bộ nhớ trong từ 16, 32 hoặc là 64GB tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của mình. Các bạn lưu ý rằng những chiếc iPhone mã CH này có số lượng không nhiều, nên nếu cho dù quan tâm và muốn mua, hãy qua sớm nhất có thể hoặc gọi tổng đài 1900-6122 để đặt hàng trước, tránh tình trạng qua nhưng sản phẩm đã bị hết hàng. Tiếp đây, mình cũng thông tin lại cho bạn một chút về loại iPhone mã CHA để bạn nào chưa biết thì sẽ hiểu rõ hơn, bởi Diệu Thông Minh hiện đang là một trong những đại lý phân phối rất đa dạng những mẫu iPhone CHA này. Đầu tiên, đây là những sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng, chất lượng tương tự như bất kỳ một sản phẩm mới nào có trên thị trường, và đây là bản quốc tế 100%, không phải hàng lock nên các bạn sẽ không cần phải sử dụng SIM ghép để có thể kích hoạt. Tuy là mới nhưng đây là những chiếc iPhone thuộc diện trả bảo hành của Apple, nên khi mua máy, các bạn sẽ chỉ có máy trần, không có phụ kiện đi kèm như là sạc cáp tai nghe. Nhưng khi mua tại Diệu Thông Minh, các bạn sẽ được tặng kèm bộ phụ kiện sạc cáp Titan chính hãng, được bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 để yên tâm tuyệt đối trong quá trình sử dụng. Và cuối cùng, những chiếc iPhone mã CHA này chỉ có một nhược điểm duy nhất khiến giá bán của chúng rẻ hơn rất nhiều so với máy mới. Đó là chúng đều bị vô hiệu hóa tính năng gọi điện FaceTime Audio do chính sách của nhà mạng bên Trung Quốc. Nhưng theo mình, đây là một điều mà các bạn không cần phải quan tâm vì gần như chẳng có ai sử dụng tính năng này. Chúng ta chủ yếu dùng FaceTime để gọi video cho bạn bè và người thân vì chất lượng hình ảnh rất là rõ nét. Và đó là những thông tin cơ bản và quan trọng nhất mà mình muốn các bạn nắm được về iPhone 6 Plus nói riêng và những chiếc iPhone CHA nói chung. Cá nhân mình đánh giá đây là những sản phẩm cực kỳ đáng để sở hữu bởi mức giá của chúng gần như máy cũ, và đối với những sản phẩm như là iPhone 6 Plus đã nhiều tuổi nhưng chúng ta vẫn có thể tìm mua được một sản phẩm mới để gắn bó sử dụng trong khoảng vài năm tới đây. Còn các bạn thì sao? Các bạn có đánh giá gì về những chiếc iPhone mã CHA này? Và theo các bạn, iPhone 6 Plus mới này có đáng mua nhất cho tầm giá gần 7 triệu đồng hay không? Hãy chia sẻ cho mình và mọi người cũng biết bằng cách để lại bình luận ở ngay dưới video này. Và đừng quên tham gia nhóm Mõ Làng Công Nghệ ở trên Facebook để được giao lưu, chia sẻ, nhận về hàng ngàn những phần quà giá trị tại link mình sẽ để ở phần mô tả của video này. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.